Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Layton Channel. Thì hồi nãy mình đi mua đồ với các bạn. Mình chạy ngang mình có thấy một con xe cuốc nó đang làm việc ở phía sau này nè. Rồi mình bây giờ mua xong rồi, quay về mình ghé lại để mình ghi hình để mình chia sẻ với các bạn ha. Thì hồi nãy mình đi thì nó còn đang làm. Mà sao bây giờ đảo lại thì nó đậu các bạn, nó không làm nữa các bạn. Đấy thì con này là con Hitachi AX100-1 nha các bạn. Đấy, lên tem 120 thôi chứ thật sự là 100 nha. Rồi không biết sao mà tài xế đóng cửa đậu lên gò các bạn, không có múc nữa. Đang đào clip ngoài sau này nè các bạn. Rồi, để bây giờ mình lại đằng cái này coi anh tài xế này anh đào clip có đẹp không các bạn. Chà, cái chấn này thấy lên cũng cao ha, đắp mô nữa nè. Lên từ giá 1 mét đó các bạn. Chà 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 chà. Bị sụp các bạn ơi. Bị sụp khá là nhiều ha. Wow. Đây là một cái điều phải nói là không có tài xế nào mà mong muốn hết đây các bạn. Và cũng là một cái điều mà làm cho tài xế đau đầu nhất các bạn ơi. Đang múc miếng đất mà chưa xong mà bị sập kiểu này thì phải nói là rất là khổ sở luôn. Áp lực rất là nhiều nha các bạn. Đây. Để mình đi ra ngoài sau này, mình quay cho các bạn xem cận cảnh luôn ha. Đấy thì theo mình thấy bên trong này tài xế múc cũng lại chứ không đến đổi đứng lắm các bạn. Chết bên đây còn nguyên nè. Đấy. Để mình đi ra ngoài mình xem kỹ thử coi nó đất nó như thế nào mà nó sụp dữ vậy các bạn. Quá xá luôn. Lên cao 1 mét thì cũng không có vấn đề gì hết các bạn. Nhưng mà mình thấy tài xế này anh làm cái tali cũng lại chứ không đến đổi đứng lắm. Để mình coi kỹ coi đất nó như thế nào nha các bạn. Đây các bạn thấy không, nó sụp mà phía sau này sụp muốn hết luôn các bạn ơi. Đấy, đây là cái phần tali phía trước còn nè các bạn. Đó, nó sụp từ đây nè, đảo về sau ha, như cái chỗ mình đang đứng nè các bạn. Để mình xuống dưới này mình cho các bạn xem cận cảnh nha. Đấy, sụp khá nhiều các bạn ơi. Theo như mình thấy thì cái đất này các bạn nó nhão. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có pha cát nha các bạn. Cho nên là cái vấn đề bị sụp thì chắc không thể nào tránh khỏi được. Quá xa luôn. Đây, mình sẽ đứng ở góc này mình quay tổng quát cho các bạn xem ha. Nó sụp muốn hết luôn các bạn ơi. Đang làm mà gặp cảnh này phải nói là nản, dữ dằn nản các bạn. Mình thì cũng từng bị rồi các bạn. Đấy. Mà cái khoảng đất này mình theo mình thấy thì chắc có lẽ là thiếu đất các bạn ơi. Đất chia kiểu này là chưa chuẩn rồi. Các bạn thấy không? Cái gốc này ngoài xa còn rất là nhiều nhưng mà đất tới đây muốn hết rồi. Đấy, sụp quá tràn sụp luôn rồi. Đây này các bạn, cái chỗ này còn rất là dài ha, nhưng mà cái cục đất thì không còn lấy được nhiều nữa. Chỗ này thiếu đất rất là nhiều luôn các bạn. Quá xa. Mình thì cũng từng bị ha. Lần đó mình múc xong mà nó chưa sụp liền. Sáng ngày hôm sau vô nó mới sụp các bạn. Sáng vô thấy cái là muốn bỏ xe đi về luôn. Nản dữ dằn. Nó nói đây là cái vấn đề mà múc mà bị sạt lở như thế này là khiến cho tài xế nản đau đầu lắm các bạn ơi. Nhưng mà ai mà trì trí ha thì mới cố gắng mà mạnh dạn lên, không phải sợ gì hết. Thì ai trong đời mà không có phải vấp ngã các bạn. Mình phải cố gắng lên. Đó, mình phải đứng lên từ cái chỗ mình té ha thì mới thành công được các bạn. Đấy. Để mình quay tổng quan cho bạn xem nha. Thì lúc đó mình cũng buồn đó các bạn, nhưng mà cũng có người động viên mình ha, mấy đàn anh đi trước động viên mình. Cho nên mình cố gắng mình làm tới bây giờ các bạn. Tuy nhiên thì không phải là làm lúc nào cũng đạt ha. Gặp mấy cái miếng đất mà hầm lấp mà mình không biết đó các bạn, hoặc là gặp mấy cái miếng đất cát ha thì cũng phải chịu thôi các bạn ơi. Như miếng đất này nè, miếng đất này đất thứ nhất là nó nhão ha, thứ hai là có pha cát các bạn, cho nên nó sụp, phải chịu thôi à, chứ không có cách nào mà xử lý hết. Đây quá xá nhiều luôn. Cái này còn một cách là mua chạm rồi sóc xuống rồi bắt đầu làm sửa lại chứ còn cách nào nữa giờ ta. Nó sập xuống muốn hết luôn à.
Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong cho các bạn xem lại con xe cuốc một lần nữa nha các bạn, chứ quay ngoài này hoài cũng có gì. Đây thì đây là con Hitachi ES100-1 nha các bạn. Đây con xe này thì màu sơn còn cũng khá liền ha. Đây, mình quay một vòng cho các bạn xem nha các bạn. Do không có tài xế ở đây cho nên mình không có quay chi tiết cho các bạn xem bơm với máy được ha. Mình không có hỏi anh đi đâu mất tiêu à. Mình chỉ có thể quay xung quanh cho các bạn xem thôi. Rồi thì con xe thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi các bạn ơi. Rồi đến đây thì mình cũng xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi xin chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.